Úc Thanh Vân tiết lộ tai nạn phim trường, khán giả lo lắng tột độ khi nhìn thấy vết thương. Úc Thanh Vân đăng tải hình ảnh bị xây xát chảy máu khi ở phim trường khiến khán giả vô cùng lo lắng xót xa. Thời gian gần đây, Úc Thanh Vân trở thành nữ diễn viên được săn đón khi tham gia bộ phim điện ảnh Lật Mặt 48 giờ và có những thành công vô cùng vang dội. Qua đó, cô đã có những pha hành động đỉnh cao, không cần đóng thế khiến nhiều người trầm trồ. Mới đây, nữ diễn viên tiếp tục cập nhật thêm một số ảnh hậu trường vào album để lưu giữ một số phân cảnh trên trang cá nhân. Khán giả xót xa khi thấy những hình ảnh vết thương chằng chịt của Úc Thanh Vân. Là những ngày quay trên chợ nổi Cái Răng, Cần Thơ, mấy cảnh này chả quan tâm đến mặt mày tóc tai, chỉ có bôi chống nắng mà chống cũng không đổi với cái nắng miền Tây. Phơi nắng cả ngày tóc muốn bốc cháy, xong phim mặt chi chít tàn nhang, mỗi cảnh xong anh Lý Hải hồ cắt là ngồi gỡ dầm, cả trăm cái dầm nó ghim vào tay, gỡ không thấy đâu, chỉ lo gỡ cho lẹ rồi quay tiếp. Nghề diễn viên tàn phá ghê vậy đó, nhưng mà thương cái nghề chân chính lắm, Úc Thanh Vân tâm sự. Dưới phần bình luận, Minh Hà, vợ nam diễn viên Lý Hải cũng là đạo diễn của bộ phim Lật Mặt 48 giờ, cũng có những tiết lộ thêm. Từ trong phim đến event sau phim đều có chấn thương. Úc Thanh Vân đáp, cái răng mẻ chưa làm lại luôn nè em. Trước đó Úc Thanh Vân cũng chia sẻ về những khó khăn khi nhận lời đóng siêu phẩm này. Ngoài chấn thương, cô còn phải xa gia đình, đặc biệt con cái tới 1 tháng rưỡi. Cùng đoàn phim về miền Tây sông nước thực hiện cảnh quay cô nói. Thương tích đối với một bộ phim hành động là hết sức bình thường, nhưng không thể tránh khỏi. Dù cho mình có bảo hộ kỹ như thế nào, chuẩn bị mọi thứ ra sao, những pha hành động quyết liệt như vậy mà lại không sử dụng diễn viên đóng thế, kiểu gì cũng không trầy xước thì bầm dập. Những vết bầm tím như nở hoa toàn thân luôn, tại vì ngày nào cũng va đập, chưa lành chỗ này đã qua chỗ khác. Không phải Ốc kể để than thở với khán giả rằng tôi cực khổ lắm, mà thực sự giờ nghĩ lại thấy vui và đáng nhớ. Ăn bao nhiêu chạy hết bấy nhiêu rồi, trời miền Tây thì nắng nóng như bòn rút, cơ thể khô queo luôn, phơi nắng trên sông, ghe, xuồng sông về đen thui, Ốc đổi qua style da nâu nguyên một thời gian dài, bây giờ mới về lại bình thường được đó. Trong bộ phim Lật Mặt 48 giờ, Úc Thanh Vân hóa thân thành người vợ, người mẹ miền Tây bình dân, đảm đang và thương con hết mực. Khi con gái bị bắt cóc, cô cũng gặp nhiều nguy hiểm, Úc Thanh Vân luôn xuất hiện với vẻ ngoài lam lũ. Trong phim có cảnh ôm con bỏ chạy, đu dây thừng từ nhà cao tầng, bị Huỳnh Đông rượt đuổi, vô cùng gay cấn và được khán giả để lại rất nhiều lời khen ngợi.